Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ quay video clip về một ngày của nhân lì các bạn. Thì bây giờ là 9 giờ sáng, tiệm mình mở cửa 10 giờ. Thì ở ngoài trời đang rất là mưa các bạn, rất là mưa. Mưa lâm râm các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô tiệm. Thì bây giờ mình vô tiệm, cái nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ là mở cửa tiệm các bạn ha. Thì bây giờ mình tới sớm 1 tiếng đồng hồ để mình mở cửa tiệm. Và vợ mình đang đốt nhang cho ông địa các bạn. Thì mình là người Việt Nam thì mình sẽ là theo cái phong tục Việt Nam đó là mình sẽ cúng kiến để cho nó có nhiều khách. Thì có nhiều khách họ hỏi mình làm gì, mình nói là mình cúng. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình sẽ là mình sẽ để cái tấm này để cho khách nó vô nó ký tên các bạn ha. Thì mỗi một con khách nó vô nó sẽ ký tên để mình biết tên của nó. Bữa nay là thứ ba thì mình sẽ ghi là Tuesday, có nghĩa là Tuesday. Ok, bây giờ thì lát nữa đó khách sẽ vô ký tên. Thì thường thường một cái tấm giấy như vậy là khoảng 20 con khách. Khi mà khách nó ký hết rồi thì nó sẽ lật qua bên này, nó sẽ ký tiếp. Nó như vậy đó, thì cứ đợi cho nó ký tên xong rồi mình sẽ vô đây mình dọn dẹp xung quanh các bạn ha. Bây giờ thì hôm qua thì mình đã dọn hết rồi, bởi vì cũng không có gì dọn cả. Thì một cái tiệm như vậy là 8 ghế 6 bàn các bạn. Tiệm này cũng tương đối là nhỏ nhỏ thôi, đủ sống qua ngày. Nó không có được giàu sang như mấy người ta. Nó kệ đi, mình nghèo mình chịu các bạn. Thôi bây giờ thì giờ khách chưa vô bởi vì mình có thời gian mình quay cho các bạn coi. Thì tiệm mình mở cửa 10 giờ, bây giờ mới có 9 giờ thôi, nó sớm tới 1 tiếng lận. Thì mình sẽ đi vòng vòng, mình sẽ quay một ngày của nhân lì. Thì cái ngày cái trước tiên là mình sẽ làm khăn nóng các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở máy khăn nóng lên để cho khăn nóng, lát nữa mình sẽ làm chân các bạn ha. Ok. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ mở máy lạnh. Máy lạnh này nó sẽ chạy khắp nhà luôn các bạn. Đó, mặc dù ở ngoài trời thấy không, mở một cái là nó kêu rồi. Nó kêu. Ok, bây giờ mình sẽ dặn lên 75. 75 là cái nhiệt độ nó vừa mát mát, nó không có lạnh quá, nó không cũng nóng quá, nó 75 là ok các bạn ha. 75. Nếu mà cái người nào mà thích hơi lạnh lạnh chút xíu thì dặn xuống 74, 73. Nhưng mà mình 75 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở tivi lên cho khách nó coi. Hai có hai cái tivi luôn. Thì mình cứ để cái tivi nó chạy xuống kia đó, khách nào nó vô nó coi, nó không coi thì nó không coi thôi, chứ mình cũng không muốn làm được nó. Rồi. Bây giờ mình đi vô đây. Thì đây là cái phòng giặt đồ các bạn ha. Ở trong đây là mình có cái chỗ để rửa kìm, rửa kéo, đây là cái máy giặt các bạn. Thì khăn mình làm xong mình sẽ bỏ đây mình giặt. Khi mà mình giặt xong mình sẽ bỏ đây mình sấy, có nghĩa là giặt xong sấy. Như vậy là mình khỏi có phải phơi các bạn. Ok. Rồi sau đó ở đây là cái phòng ăn của mình các bạn. Cái phòng này khi mà mình làm khách xong mình sẽ vô đây ăn. Thì ở trong đây nó có rất là nhiều bánh ngọt các bạn. Cái bánh nè ha. Mình có thể ăn bất cứ lúc nào mình muốn. Ok, tại vì đồ ăn của mình mà, muốn ăn thì ăn thôi. Không. Có nước tương xì đá chè nữa. Muốn bao nhiêu cũng được. Có wifi để chơi. Ok. Có nồi cơm điện huyền thoại của mình nữa. Nồi cơm điện. Và có cái tủ lạnh. Thì hôm qua mình ăn cái gì các bạn? Các bạn đừng thấy kênh của mình ăn tôm hùm hải sản. Khi mà mình đi làm mình ăn canh khổ qua các bạn. Khẩu ca này là mua ở nhà chồng. Ok. Của mình là mình để giặt khăn cho khách các bạn. Thì khăn này mình phải ngâm nó vô nước. Và trong cái nước này nó có một cái chất thơm các bạn ha. Mình tại vì khi mà mình đắp khăn nóng lên á mà nó thơm á, nó làm cho khách nó thoải mái các bạn. Tại vì là đi làm chân tay là phải thoải mái nha các bạn. Mình phải tạo cho khách một cái cảm giác rất là phê. Ok. Giống như câu hay nói là không phơi không lấy tiền. Sau khi mà mình quấn khăn xong thì mình phải cuộn mấy cái khăn nhỏ này để cho khách lau tay các bạn. Thì khách mình là lau tay mình xài khăn trắng cho lịch sự ha. À. Rất là easy. Một cái tiệm nhỏ thôi, nếu mà các bạn qua Mỹ một cái tiệm nhỏ gì hai vợ chồng cũng sống rất là sướng ở bên Mỹ luôn. Không cần phải đi làm công cho người ta, không cần phải bị người ta chửi. Cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình phải đi dọn cái sân các bạn. Vậy các bạn thấy không? Các bạn thấy mình cũng không phải là rảnh lắm, nhưng mà mình rất là bận rộn các bạn.
các bạn biết không, cái chức vụ càng cao thì các bạn càng bận rộn nha, cái trách nhiệm của các bạn rất là nhiều, tại vì cái trách nhiệm của các bạn là phải đưa cái tiệm này đi lên, khi mà khách nó bước vô nó phải thấy là wow, ai mà quản lý cái tiệm này đẹp quá mày. À, hay không, quá trời nước sơn luôn, mỗi một con khách mà nó vô là nó lựa ít nhất là hai chai nước sơn, mà mỗi một ngày các bạn kiếm 20 con khách là nó đem tới mấy chục chai nước sơn xuống đây luôn. Một ngày của nhân lì bắt đầu như vậy. À, hay nước sơn quá trời không. Trên bàn nữa nè. Thì ở trên bàn cũng có nước sơn nữa các bạn. Thì 6 cái bàn là 6 người thợ các bạn. Mỗi một người thợ là một cái bàn. Họ có thể để tiền bạc của họ, dụng cụ của họ, đồ nghề của họ. Đó. Chạy bông nhưng mà quá trời nước sơn các bạn thấy không? Đó, thì mỗi một người thợ họ vô đây họ sẽ ngồi ở đây từ sáng tới chiều luôn, tối họ mới về các bạn nhé. Mỗi một ngày cơ bản của một người thợ làm là khoảng 10 con khách, thì ví dụ tiệm mình có 6 người thợ đi thì mỗi một ngày mình làm khoảng là 60 con khách các bạn, thì mình chia đều ra cho người thợ để họ khỏi quấn lộn. Bây giờ mình sẽ bỏ nước sơn lên, nước sơn nào là phải ra nước sơn đó các bạn nhé. Thì có thường thường á, cái tiệm nail thứ ba là vắng nhất các bạn, tại thứ ba là có nhiều tiệm nail họ ế họ đóng cửa luôn, nhưng mà tiệm nail mình mở cửa suốt luôn các bạn. Đó, bây giờ lại nó sơn lại. Thì có nhiều tiệm nail á tới 15 thợ luôn các bạn, nhưng mà những cái tiệm nail nó rất là mệt, đợi mà các bạn quản lý thợ thôi các bạn cũng nhức đầu nữa. Bởi vì mình nói là cái tiệm nhỏ như vậy á mà nó đơn giản hơn, nó sống khỏe hơn. Ok bạn ơi, cái nhiệm vụ tiếp theo của mình á là mình phải lau cái ghế này. Thì giống như là bây giờ cái vấn đề vệ sinh nó rất là kỹ các bạn. Thì những cái con khách mà nó ngồi lên đây rồi á là mình phải lau. Mình phải dùng cái bình xịt sanitize các bạn. Mình phải xịt nó lên. Để cho khử trùng, mặc dù biết là con khách nó ngồi lên rồi thì nó không có dơ nó mấy, nhưng mà vệ sinh an toàn, tại vì một cái ghế gì có rất là nhiều người ngồi, bây giờ mình phải lau các bạn ha. Lau nè. Thì cái này là cái đầu người ta để lên đây, bởi vì mình phải lau luôn. Hả? Có nhiều tiệm Mỹ đen á, khi mà Mỹ đen nó ngồi dựa đây bạn biết không? Mồ hôi của nó ra đó nó dính đây nè. Thì khi mà Mỹ đen nó ngồi xong rồi, Mỹ trắng nó không muốn ngồi các bạn. Tại vì mồ hôi dính nhiều lắm. Bởi vì mình làm chủ, mình phải biết liền, mình phải biết ý khách. Khi mà Mỹ đen nó ngồi xong á nó dính, mình phải lau liền, tại vì khi mà Mỹ trắng vô nó ngồi nó dơ quá, mồ hôi không à. Các bạn phải nhớ điều đó, các bạn mở tiệm nail thôi, các bạn phải khéo nha. Okay. Rồi bây giờ mình phải lau xung quanh đây các bạn. Mình phải lau xung quanh đây. Đó, các bạn biết không? Có nhiều con khách vô tụi nó kỹ lắm, tụi nó nhìn nè. Nhưng mà tụi nó thấy cái tiệm của bạn á xung quanh ở đây mà dơ nó không muốn làm. Đó. Đó lý do tại sao có nhiều tiệm á đông khách, có nhiều tiệm chắc khách là tại vì họ có làm cho nó sạch sẽ không, khách nó có thấy được. Vợ mình lên sóng các bạn. Thì cái nhiệm vụ của vợ mình sẽ là thay cái khăn này. Thì mình biết có nhiều bạn sẽ hỏi mình là ủa tại sao mình không để cho nhân viên làm. Thì nó thật sự với các bạn á, tại vì thợ nó vô đây á là nó ngồi nó làm khách, các bạn kêu nó làm á nó cũng không làm nữa, tại vì tụi nó rất là khôn các bạn, như những người thợ á. Với lại các bạn kêu họ làm á, họ làm rất là qua lo. Bây giờ á, giống như bây giờ mình làm chủ cái tiệm này đúng không, thì người thợ vô đây tụi nó làm khách. Thì cái nhiệm vụ của nó đơn giản là vô đây chỉ làm khách thôi và ăn chia với mình. Thí dụ bây giờ mình có 6 ghế là 6 người thợ, thì cái nhiệm vụ của họ là ngồi ở đó và làm khách. Đó, còn cái nhiệm vụ của tụi mình là tụi mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này và tụi mình chia tiền với họ. Thí dụ như là họ làm một con khách là 25 đô đi, thì họ sẽ lấy được 16 đô la, còn mình sẽ lấy được khoảng 9 đô la. Đó, các bạn thấy các bạn hiểu không? Một con khách đó là mình ăn chia với họ là 64. Đó. Bởi vì những cái này đó cho dù các bạn kêu họ làm á, họ làm cho có thôi, chứ họ không có tỉ mỉ với mình. Trong khi đó cái tiệm là của mình thì mình o bế hơn, mình làm hơn.
Bây giờ mình sẽ lao mấy này. Đó. Còn thì khi mà mình làm mấy cái này á, chính tay mình làm thì nó sạch hơn, nó đúng theo ý mình hơn và khách nó thích hơn. Ok. Còn mình kêu thợ làm á thì nó coi kêu nó làm cũng như không các bạn, bởi rất là mệt, khỏi kêu luôn. Mình chỉ mướn họ vô để cho họ ngồi đây và họ làm khách để kiếm tiền cho mình thôi. Ok. Thì bây giờ trên đài nó đang chiếu kênh tivi các bạn ha. Bây giờ mình tắt tiếng nữa. Rồi. Đó. Rồi thì 6 người thợ đó họ khách vô cứ làm. Chừng nào mà khách mà nó thích mình á, nó mới mình mới làm các bạn nhé. Nhưng mà đa số là khách thì nó thích hai vợ chồng mình làm hơn. Tại vì á khách bên Mỹ á tụi nó thích những cái người chủ làm, chứ không các bạn nghĩ rồi, các bạn vô một cái tiệm làm móng tay móng chân mà chính chủ làm cho bạn, nó cái cảm giác nó rất là sướng các bạn. Đó. Bởi vì tụi mình cũng rất là bận. Thì lát nữa mình mở cái tiệm á thì khách nó sẽ ùa vô, bởi vì lúc đó mình sẽ không có thời gian quay clip cho các bạn coi đâu. Bữa nay tụi mình tới sớm, tụi mình quay clip cho các bạn coi để chia sẻ cho các bạn cái cuộc sống của hai vợ chồng bên Mỹ như thế nào. Đó. Các bạn thấy không? Hai vợ chồng bên Mỹ chỉ mới có 20 mấy 30 tuổi thôi mà đã có một cái cơ sở làm ăn vững chắc rồi. Cái này á là các bạn sống tới già luôn, không sợ thất nghiệp, kinh tế xuống hay kinh tế lên không sợ bị đuổi, không sợ bị chửi, nói chung là không sợ. Thì mỗi một ngày như vậy á, các bạn ngồi đây các bạn làm thì có nhiều khách hoặc là có nhiều người Việt Nam họ sẽ xin vô làm. Họ nói là alo anh ơi, tiệm anh có còn cần thợ không, tiệm chị có còn cần thợ không. Thì bây giờ tiệm mình chỉ có 6 ghế, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là mình chỉ mướn được 6 thợ hoặc 7 thợ thôi. Thì tại vì mình mướn nhiều quá không có chỗ cho họ ngồi các bạn. Thì nếu mà những cái người nào mà tụi nó chỉ muốn làm chân không á, mà không muốn làm tay á, thì mình cho họ vô đây làm chân không luôn. Tức là họ không có bàn, họ ngồi các bạn. Họ phải ngồi ở dưới đây. Đó. Thì tại cái tiệm của mình là tiệm nhỏ các bạn, nó không có bự như tiệm ta. Bởi vì mình cũng chỉ kiếm 6 thợ thôi, mình không có kiếm nhiều quá thì thợ nó không có đủ khách, nó làm nó sẽ quýnh lộn với nhau các bạn. Ok. Thì có nhiều bạn hỏi mình là 8 cái ghế này có khách ngồi không. Mình nói thiệt với các bạn nha, 8 cái ghế này nếu mà mình quay cho các bạn coi, khách nó vô tụi nó ngồi một cái là, tại vì tụi nó đi một lần là 2 người, tụi nó đi một lần là 2 người, tức cứ nửa tiếng là 2 con vô, cái 2 con vô rồi 2 con vô, có nhiều khi tụi nó đi một gia đình nữa, tại vì giờ ăn trưa đó các bạn biết không, nó đi 4 người là nó ngồi hết 40 ghế rồi. Rồi xong rồi 2 người nó trời làm mà không có đủ ghế cho khách ngồi luôn các bạn. Thì khi mà cái con khách này vừa ra là mình bỏ con khách khác vô, bởi vì mình phải lao các bạn. Có nhiều con nó có nhiều mồ hôi á, các bạn phải lao nha. Các bạn phải nhớ là vệ sinh an toàn. Các bạn phải làm cho cái ghế này nó sạch sẽ, nó thơm tho. Thì bây giờ bên Mỹ nó bán rất là nhiều cái chai xịt các bạn, cái mấy cái chai này rất là rẻ. Nó rất là thơm. Các bạn xịt lên, các bạn chùi nó một cái là nó thơm phân phức rồi, nó rất là rẻ. Đó. Bây giờ mình sẽ lao nó sơ sơ rồi mình sẽ cho nó ngồi. Thì cái ghế này cũng vậy, khi mà khách nó ngồi đây á, những cái tay nè, đó các bạn thấy bụi không? Bây giờ mình phải lao nó. Đó. Thì khách bị trắng tụi nó lịch sự, tụi nó không nói nhưng mà tụi nó sẽ không có trở lại tiệm của các bạn nữa. Các bạn nhớ nha. Rồi, còn có nhiều bạn hỏi mình khách Mỹ trắng và khách Mỹ đen có gì khác nhau. Khách Mỹ trắng á nó khác Mỹ đen là khi mà các bạn vô á, các bạn làm cho khách Mỹ trắng á, khi mà khách nó đi ra, họ cho các bạn tiền tê là khoảng từ 200.000, 400.000. Nhưng mà khách Mỹ đen vô á, thì khi mà họ đi ra, họ không cho các bạn tiền. Có nhiều người á, tụi nó còn kiếm chuyện, tụi nó không trả tiền nữa. Đó là sự khác biệt, ok? Ok, thì bây giờ vợ mình nó sai mình đó các bạn. Mình đang quay phim mà nó sai mình. Thì đây là cái ly sanitize các bạn. Cái ly này á, các bạn phải bỏ cái nước màu xanh này vô. Theo cái luật của bên Mỹ là các bạn phải có cái ly này. Thì cái ly này nó có công dụng là ngâm kìm, ngâm kéo vô để đây cho nó khử trùng. Thì tất cả những cái dụng cụ nào bằng sắt á, giống như là kìm, kéo hay là những cái cây đẩy da, những cái cây mà vỗ móng tay bằng sắt á, các bạn phải ngâm vô đây. Bây giờ mình sẽ rửa mấy cái ly này cho nó sạch các bạn, thấy không? Mỗi một người là một cái ly các bạn, mỗi một người thợ là một cái ly này. Đó, khi mà họ làm khách á, họ phải bưng cái ly này ra nha, để cho khách nó thấy. Bây giờ mình sẽ trộn nó. Thì mình sẽ lót cái cục bông gòn ở dưới đây các bạn. Mình sẽ lót cái cục bông gòn, bây giờ khách gọi các bạn thấy không? Đúng 10 giờ là khách gọi. Giờ linh điểm các bạn. Bây giờ bỏ cục bông gòn vào đây.
xong mình sẽ các bạn thấy không, khách đúng 10 giờ là khách vô. Tại vì mình làm cái nghề là mình biết các bạn, mình biết cái tập tính của nó. À, như vậy là đã có một ly sanitize khử trùng an toàn cho khách. Nhiều lúc thì ít nó thôi đổ. Đâu, chút xíu thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình bỏ thêm oxy dài nữa để cho nó. Cái này không phải là rượu, được các bạn đừng uống nha, uống vô nó. Thì hôm qua thì mình và vợ mình đã lao tiệm rồi, bởi vì bữa nay tụi mình không có lao, tụi mình chỉ dọn dẹp sơ sơ thôi vô các bạn ơi. Bây giờ để coi. Ok nó... các bạn ơi, thì một con khách đầu tiên nó vô, nó đã ký tên rồi. Bây giờ con khách này nó làm chân nha các bạn. Các bạn đó, ở đây có một người thầy này sẽ truyền đạo cho mình. Thì cái người này hay tới tiệm mình. Bây giờ mình sẽ nói chuyện thầy. Hello. Xin chào. Xin chào. Oh, cái người này biết nói tiếng Việt các bạn. Dạ, yeah, và biết nói tiếng Việt. Chú này biết nói tiếng Việt. Ok, dạ, chú tên gì? Tên là Trang. Trang là... Thì đây là người Mỹ. Hello Camilla. Thì người này hay tới đây truyền đạo. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. You can pick the color and wait for me a little bit. Yeah. You can say how this one. Thậm chí này nói về gia đình hạnh phúc. Thậm chí này Chúa lời một số lời khuyên cho cha mẹ và con cái. Ok. Thì thank you very much. Xin đọc cho thì có ông có cái ông Mỹ đó vô, ông đi truyền đạo các bạn. Ông hay tới tiệm mình lắm, ông hay tới tiệm mình thì ông có hai con khách nó đang vô các bạn. Bây giờ mình lấy màu cho nó. Thì bây giờ thì cái chiếc xe của mình nó đậu ở trước, còn những chiếc xe của nhân viên thì nó đậu ở sau các bạn nhé. Tại vì để dành chỗ cho khách nó đậu. Ở đây thì sáng giờ cũng được lai gai 4 con các bạn. Thì một con như vậy là khoảng 1 tiếng đồng hồ 4 con là làm sáng giờ. Bây giờ thì bữa nay thứ ba nên gọi đi nghỉ mệt các bạn. Còn để chồng tự xử đi. Thì nãy giờ cái ông người Mỹ đó ông tới á là ông đi truyền đạo các bạn. Ông đi ông đưa cái cuốn này cho mình. Thì ông đưa một cuốn là tiếng Anh và một cuốn là tiếng Việt các bạn. Thì lúc đầu mình mở tiệm ông tới ông đưa cho mình thì mình mới ngạc nhiên là ông biết nói tiếng Việt các bạn, nhưng mà ông nói giống như là Google dịch vậy đó. Xin chào các bạn có khỏe không? Bán này cứ ngắt rồi đi. À, thì mình đạo Phật mà ông kêu mình đọc kinh thánh các bạn thì là bó tài luôn. Nhưng mà mình muốn lấy cho ông vui các bạn ha, tại vì mình không thể nào từ cho ông ra đi ăn cơm đi. Để anh coi tiệm cho. Thì vắng để mình có thời gian rảnh mình kể cho các bạn nghe câu chuyện. Thì hồi sáng giờ mình cố gắng mình quay một hai con khách cho các bạn coi để con khách nó Mỹ nó ra sao. Nhưng mà khi mà mình cầm máy quay lên mình thấy không được thoải mái các bạn. Tại vì mình làm như vậy sẽ có nguy cơ là những con khách mình nó không thích. Để mình không muốn ảnh hưởng tới khách các bạn ha. Mình biết các bạn coi là chỉ thích coi mình thôi, bây giờ mình quay mình thôi. Mình tránh những cái khác ra, ok. Thì có nhiều bạn, có nhiều fan hâm mộ gọi điện thoại vô tiệm mình thì nói thiệt sự chứ nếu mà các bạn gọi điện thoại vô tiệm mình thì mình không bắt được, thì cái này là để dành để cho khách nó gọi các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích mình các bạn hãy nhắn tin vô YouTube của mình sẽ trò chuyện nhiều hơn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tâm sự sâu về cái nghề nail là tại sao những cái người Việt Nam qua bên Mỹ họ lại thích đi làm nail hơn những cái khác các bạn. Thì có nhiều người tới bây giờ họ vẫn chơi cái nghề nail, mà thật sự có nhiều người các bạn biết không, hồi xưa khi mà họ qua bên Mỹ họ đi làm nail để họ kiếm sống, và họ nhờ cái nghề nail này họ mới gửi tiền về cho bà con họ bên Việt Nam, họ mới gửi tiền về cho cha mẹ bên Việt Nam. Nhưng mà khi mà họ sống ở Mỹ lâu năm rồi đó các bạn, họ không làm nail được thì họ lại quay lưng lại chơi cái nghề nail. Thì những cái người này thuộc loại là ăn cháo đá bát các bạn nên tránh xa. Trên đời này có hai loại người các bạn nên tránh xa, đó chính là cái loại ăn cháo đá bát và cái loại vong ân bội nghĩa. Ok, thì mình nói thiệt với các bạn á, có rất là nhiều người, thậm chí là du học sinh nè. Du học sinh các bạn biết không, họ đi qua bên Mỹ họ du học, thì họ gọi điện thoại cho tụi mình, họ nói anh ơi em mới qua Mỹ được có mấy ngày, anh có nhận thợ không, em muốn làm kiếm tiền để trả tiền học. Thì mình nhận du học sinh vô để mình làm cho họ làm để họ kiếm tiền các bạn. Nhưng mà khi mà họ học xong á, họ đi về Việt Nam á, thì họ nói là tôi qua Mỹ tôi làm nail cực như con heo vậy đó các bạn, hiểu không? Đó là những người mà gọi là ăn cháo đá bát các bạn, ăn xong rồi đá cái bát luôn, gọi là ăn cháo đá bát. Còn nếu mà ăn xong mà đá cái chén gọi là ăn cháo đá chén các bạn nhé. Đó là những người không nên giữ. Thì có rất là, các bạn biết không, mình làm nail 15 năm, mình nói á, mình có rất là nhiều đệ tử.
mình các bạn nói mình nổ. Các bạn nói mình nổ. Các bạn có biết không? 15 năm về trước đi làm nail 15 năm. Năm nay mình 30 tuổi, mình đi làm nail khoảng lúc mà 15 tuổi các bạn. Thì nói thật sự cái nghề nail này nó rất là dễ. Các bạn có năng khiếu á, các bạn chỉ cần học 2 tháng là các bạn biết làm. Nó thật sự là gì? Nếu mà các bạn học 1 năm mà các bạn không biết làm á, cái đó là đúng là bạn không có năng khiếu thiệt. Thì mình chỉ rất là nhiều người đi làm nail các bạn. Và cuối cùng á, những cái người đó bây giờ ở đâu? Tụi nó phản hết các bạn. Sở dĩ mình nói ra tại vì cái kênh của mình là kênh ăn ngay nói thẳng, cái gì có mình nó có, gì không mình nó không các bạn. Các bạn có bao giờ nghe câu chuyện con mèo và con cọp chưa? Thì hồi xưa khi mà cái con cọp nó rất là dở các bạn. Nó không phải là chú tể xương năm. Thì con mèo nó rất là mạnh các bạn. Con mèo nó biết bắt các chuột và đồ. Thì con cọp nó mới tới, nó kêu con mèo chỉ nó. Và con mèo chỉ hết tất cả những cái cách bắt mồi cho con cọp. Thì tới một ngày kia con cọp nó thấy là bây giờ tôi đã biết hết nghề của con mèo rồi. Bây giờ tôi phải giết con mèo này để tôi trở thành bá chủ gió lâm. Thì cái con cọp nó mới tấn công con mèo các bạn. Thì con mèo nó mới nhảy lên cây. Sau đó con cọp nó là: ủa anh mèo ơi, anh mèo không có dạy tôi leo cây. Cái con mèo nó nói là: tao đâu có ngu đâu, tao phải giữ lại cái chiêu cuối cùng cho tao chứ. Đó là lý do tại sao con cọp nó không biết leo cây đó các bạn. Thì câu chuyện cổ tích này nó rất là hay. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Khi mà mình đi làm các bạn biết không, có rất là nhiều anh chị, mình gọi là họ là anh chị đi, nó thật sự là họ là những kẻ phản bội các bạn. Họ vô cái tiệm nail hồi xưa lúc mà mình chưa làm chủ á, mình mới đi làm công cho người ta. Thì vô một cái tiệm nail, đó là lý do tại sao mình không có quay thợ các bạn nha. Tại vì mình không muốn. Mình vô một cái tiệm nail, thợ nó ngồi trên các bạn đó. Thì có một người mới xin vô làm các bạn, mới xin vô làm. Thì như là ai cũng biết, ai cũng đi kiếm tiền, giống như mình lúc mình mới qua Mỹ mình cũng đi kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Thì mình thấy cái chị này chỉ mới qua Mỹ có 2 ngày thôi mà chị đã xin vô tiệm nail để làm, để kiếm tiền rồi. Thì mình biết là chị đang cần tiền để phụ giúp cho cha mẹ. Nhưng mà những cái người thợ nail á, không có ai chỉ hết. Nó thực sự là đâu có ai rảnh mà chỉ các bạn làm nail đâu. Nếu mà chỉ các bạn làm á là coi như là phải chia sớt một chén cơm cho các bạn rồi. Thì mình thấy chị rất là tội nghiệp các bạn. Bây giờ mình mới chỉ còn. Thì trong cái tiệm nail á, mười mấy người không có ai chỉ hết, chỉ có một mình chỉ thôi. Có nghĩa là mình rất là tốt các bạn nhé. Mình rất là tốt, ok. Thì khi mà mình chỉ được một tuần, hai tuần rồi đó, chị bắt đầu biết làm các bạn. Thì chị bắt đầu biết làm và chị kiếm được tiền. Thì chị không có cảm ơn mình các bạn. Chị không cảm ơn mình. Thì lúc này những cái người mà thợ nail làm á, họ nói là: mày hết chuyện rồi, mày đi nghe lời thằng nhăn, nó có biết gì đâu chị. Thì họ nói như vậy các bạn biết không? Những người này họ nói rất là thẳng. Thì mình cũng kệ họ, mình đâu có khó khe đâu. Giống như là người ta không biết làm rồi, thì bây giờ mình chỉ cho họ cái cách để họ làm để kiếm tiền, để cái là cái tốt của mình. Nhưng mà những cái người này á, họ lại không chỉ, mà bây giờ họ lại nói là mày không có học, ai bị đi học thằng nhăn. Ôi trời. Vậy các bạn hiểu không? Giống như là người ta không biết làm thì có người chỉ là mai lúc rồi mà còn đòi hỏi nữa. Dĩ nhiên là khi mà mình chỉ á, thì mình phải giữ lại một cái bí quyết riêng cho mình, đâu mình đâu chỉ hết đâu. Mình chỉ cho họ cái cách kiếm tiền thôi. Đó, thì mấy cái người này họ lại nói ra nói vô. Và cái con nhỏ này nó giống như là nó nghe lời những người khác hơn là nghe lời mình, trong khi mình đã giúp nó các bạn. Và nó đã phản mình các bạn. Thì sau khi mấy tháng sau làm ở tiệm đó thì mấy cái người đó họ nghỉ hết các bạn. Tại vì thợ nail dỏm á là chỉ có làm có 1-2 tháng là nghỉ, 1-2 tháng là nghỉ. Thì những cái người thợ nail nó nghỉ hết rồi. Thì con nhỏ này á nó giống như nó phản mình rồi, mình cũng không chỉ nó nữa các bạn. Hồi xưa mình kêu nó bằng chị, bây giờ mình kêu nó bằng nhỏ các bạn. Thì nó đã phản mình rồi các bạn, bây giờ mình không chỉ luôn. Thì bữa đó nó gặp vấn đề là khách kiếm chuyện, khách không trả tiền. Thì các bạn nghĩ là nó mới qua Mỹ có mấy tháng à, làm sao mà nó biết tiếng Anh được. Thì lúc này á, những cái người mà nó thân á thì người ta nghĩ hết rồi. Bây giờ còn của mình nó, thì lúc này nó mới đi lại với mình, nó nói là: nhân giúp chị cái này đi nhân, cô khách nó kiếm chuyện quá. Cái mình nó nói là: trời ơi, em nói thiệt với chị á, em giúp chị một lần thôi chứ em không giờ giúp chị lần thứ hai. Xong rồi bà rất là buồn các bạn. Mình rất là buồn khi mà mình nói cái đó các bạn. Tại vì cái tính của mình á, rất là buồn khi mà mình nói ra những cái lời ghét đó. Nhưng mà những cái người là những người phản bội các bạn. Ồ, có hàng về các bạn ơi. Mình mới mua đồ về thì có anh UPS ship về cho mình. Để coi cái gì kìa. Thank you. You can leave there. Alright. You want to say anything? No. Okay, thank you.
Bây giờ coi có đồ gửi tới các bạn nhé. Cái này là UPS chuyển phát nhanh. À, người học sinh đầu tiên của mình, nhưng mà mình rất là vui tại vì mình đã giúp họ có thể kiếm được tiền các bạn. Bởi vì khi mà các bạn nói mình á không phải là người tốt, không giúp được ai á, các bạn đã sai rồi. Và sau đó thì có một cái thằng kia các bạn, cũng là đệ tử của mình luôn. Thì nó mới vô tiệm, rất là tội nghiệp các bạn. Rất là tội nghiệp. Nó mới vô tiệm thì nó bị lé các bạn, nó bị lé là một mắt à. Thì mình thấy nó rất là tội nghiệp các bạn. Mới qua Mỹ mà đâu có tiền mua điện thoại đâu các bạn biết không? Mỗi một lần mà mình đi làm á, mình làm khách á, thì nó lại nó nói anh Nhân ơi, anh Nhân cho em mượn cái điện thoại để nghe nhạc đi anh Nhân. Thì mình cũng cho nó mượn điện thoại của mình để nghe nhạc các bạn. Đó. Thì cứ giống như nó rất là thân mình. Thì tới một ngày kia cái nó mới hỏi, nó mới nói là anh Nhân ơi, anh Nhân có thể là chỉ em làm nail không anh Nhân? Thì mình đã nói với các bạn rồi, ở trong tiệm á không có ai mà rảnh chỉ các bạn cả, chỉ có mình là rảnh thôi. Nhưng mà thật sự á không phải là mình rảnh, nhưng mà mình suy nghĩ là ai cũng kiếm tiền để nuôi gia đình hết, ai cũng kiếm tiền để nuôi gia đình hết, tại sao mình không giúp họ để họ có tiền họ nuôi gia đình họ? Mình cũng cần tiền để nuôi gia đình mình, họ cũng cần tiền để nuôi gia đình họ. Thì mình mới chỉ cái thằng này các bạn. Thì cái thằng này nó học rất là lẹ các bạn, mình phải nói là nó học rất là lẹ. Mình hồi xưa mình học rất là lẹ, mình nhìn nó mình biết là nó học rất là lẹ. Thì chỉ sau một tuần là nó biết làm khách và nó làm được tiền, mặc dù nó không có làm đẹp các bạn. Và nó cũng đi trên cái con đường phản bội mình đó các bạn. Giống như là khi mà các bạn cần mình á, các bạn nhờ mình chỉ này chỉ nọ, khi mà các bạn làm giỏi rồi, một hai tháng sau các bạn làm giỏi rồi đó, thì các bạn không nói chuyện với mình nữa. Nhưng giống như là xin làm người xa lạ. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu em. Thì đó, khi mà các bạn vô tiệm nail á, các bạn hỏi là tại sao mấy cái người này họ không giúp các bạn. Các bạn hỏi là tại sao mấy cái người này họ lại giành giật với bạn. Có người, tại vì các bạn biết cái nghề nail nó rất là bạc bẽo, nó rất là, các bạn sẽ gặp rất là nhiều người phản bội các bạn. Cũng giống như bây giờ những cái người thợ nail của mình á, khi mà họ xin vô làm đó các bạn biết không, họ nói Nhân ơi em có cần thợ không, chị lên làm cho em, chị làm giỏi lắm. Xong rồi cái mấy ngày hôm sau các bạn biết không, bà vô mới nói mình, chị làm mười mấy năm rồi mà em đứng sau lưng chị vậy không làm không có được, người mất công khách nó hỏng tưởng thôi chị không biết làm. Thì mình mới nói với chị là chị làm xấu quá, con khách nó không chịu, nó không muốn trả tiền luôn á, em mới đứng sau lưng chị. Cái bà nín luôn các bạn, bà nín luôn. Các bạn biết không, giống như là những người này họ không hiểu được cái luật là khi mà đi cái làm cái nghề nail này là phải vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Thấy không? Khách nó vô nó trả tiền cho mình mà, đúng không? Mình phải làm cho khách nó vui, mình mới kiếm được tiền của nó. Đó. Thì khi mà các bạn qua Mỹ á, các bạn phải nhớ cái nghề nail là cái nghề kiếm được nhiều tiền. Đó. Thì mình có một thằng đồ đệ các bạn. Thằng đồ đệ này mới nhận, không biết nó sao thì nó có phản rồi rồi. Thì cái thằng đồ đệ nó tội nghiệp lắm các bạn. Nó học đại học. Nó học đại học xong rồi 4 năm mấy rồi mà bây giờ nó cái bằng đại học của nó không có kiếm được tiền. Thì bây giờ nó mới quen một con nhỏ bồ từ Việt Nam mới qua 2 năm. Thì con nhỏ bồ này nó từ Việt Nam nó qua 2 năm. Nhưng mà khổ một nỗi là con nhỏ bồ này á, nó cũng tình trạng là cũng khó khăn các bạn. Bây giờ nó muốn đi làm nail để giúp đỡ cho con bồ của nó, và con bồ của nó muốn đi làm nail để giúp đỡ cho gia đình của nó nữa. Bởi vì các bạn thấy không, cái nghề nail này á, nó giúp rất là nhiều người, tại vì nó kiếm rất là nhiều tiền. Thì cái thằng này nó mới kêu mình chỉ nghề cho nó các bạn. Thì có thể đây là cái thằng mà, tại vì mình sau 15 năm mình làm nail á, mình nói là mình không bao giờ chỉ người ta nữa các bạn. Tại vì khi chỉ ai xong rồi á, khi mà họ biết người họ cũng phản á đó. Thì cái con người nó vậy các bạn, họ rất là phản bội. Thì mình đã hứa là mình không chỉ nữa. Nhưng mà mình thấy cái thằng này nó là tội nghiệp các bạn. Thì bữa nay mình sẽ chỉ nó. Hy vọng nó không phản mình. Ok. Thì bây giờ sẽ tiếp tục một ngày nữa. Đây là cái phòng ăn, bây giờ để coi vợ mình đang làm gì. Thì vợ mình ăn cơm các bạn, cái căn cỡ vậy kìa. Thì người Việt Nam mình có đem cơm ra ăn các bạn, để coi bữa nay vợ mình đem gì cho mình ăn đây. Có thịt sườn nè, cải nè, các bạn thấy không? Thì ở đây nó có microwave, các bạn có thể hâm đồ ăn nè. Ở đây có nồi cơm điện nữa. Ồ, có ba khía nữa hả? Ba khía với lại dưa mắm nữa.
Ok, thì hồi bữa tiệm mình có hai cái bà thợ kia mà hai bà thợ bị đuổi các bạn. Cái mắc cười luôn các bạn, vợ mình đang ăn cơm, cái bà vô bà hỏi: "Mày ăn cơm gì vậy?" Ăn kia giờ mình đang ăn cơm với cá. "Ủa cá mua đâu vậy?" "Cá mua ở chợ." "Ủa chợ nào vậy?" "Chợ Việt Nam." "Ủa Việt Nam là vậy?" Trời, bà hỏi mà mình đã không có thời gian ăn cơm rồi các bạn hiểu không? Mình chỉ có 15 phút đang ăn cơm thôi mà bà vô bà hỏi cá mua ở chỗ nào? "Ở chợ Việt Nam." "Việt Nam nào?" "Việt Nam đó." "Năm đó nào?" Trời, bà hỏi mà bà không biết ngừng là cái gì luôn các bạn. Ở đây mấy chục năm trước em còn... mấy cái người này thì họ chỉ làm được có 5 ngày là mình đuổi họ các bạn. Mình đuổi một lúc hai người thợ luôn, các bạn thấy mình chơi sang không? Đó. Thì mình đuổi họ một lúc hai người, bởi vì nhưng mà khi mà họ nghĩ mình nó rất là nhũng não, mình phải làm sao mà cho cái tiệm mình đủ nhân lực và đủ lực lượng để đánh. Tại vì khách đó nhiều khi nó vô một con các bạn, khách nhiều khi nó vô hai con, khách nhiều khi nó vô cả gia đình đó. Mình phải ngồi đây mình đợi nó, chứ nó không đợi mình, khách nó không đợi mình các bạn. Tại vì xung quanh của mình có rất là nhiều tiệm nail và tụi nó chơi một cái chiêu rất là hay, đó chính là pha giá các bạn. Thì người Việt Nam mình qua Mỹ chơi một cái chiêu rất là hay, đó chính là pha giá. Thì bây giờ mình sẽ đọc kinh thánh cho các bạn nghe. Kinh thánh bữa nay nó nói về gia đình hạnh phúc và 12 bí quyết. Mà theo mình nghĩ cái bí quyết nào á chỉ cần có tiền là được rồi các bạn. Các bạn cứ lấy tiền các bạn đọc. Các bạn thắc mắc là tại sao mình để cái khẩu trang đây, thì khi mà mình làm khách xong á mình để đây, khi mà khách vô mình sẽ làm. Đó. Nói xuống. Thì có nhiều bạn hỏi là anh ơi hãy nói rõ hơn về khu Mỹ Đen và khu Mỹ Trắng. Nói thật sự á các bạn biết không? Mình dùng từ lịch sự đi là khu nhà giàu và khu nhà nghèo đi, tại vì nhiều khi mình nói khu Mỹ Đen và khu Mỹ Trắng á có nhiều người họ không hiểu các bạn. Họ nói mình tại sao lại chê người ta. Bây giờ mình nói về khu nhà giàu và khu nhà nghèo đi. Ok. Thì ở khắp nước Mỹ, 50 tiểu bang của nước Mỹ, tất cả đều có hai khu nhà giàu và khu nhà nghèo các bạn. Thì cái sự khác biệt giữa khu nhà nghèo và khu nhà giàu là cái gì? Đó chính là cái tiền tệ. Bây giờ mình nói thí dụ cho các bạn ha. Ok, đây là những cái thẻ ngân hàng của khách. Khi mà khách nó vô á, tụi nó sẽ gạt một cái, thì một cái thẻ là một cái con. Đó, các bạn thấy không? Thì đó, khi mà các bạn thấy không? Khi mà khách tụi nó vô á, tụi nó làm á, thì tụi nó sẽ cho tiền. Thì để mình dịch ra tiền Việt Nam, thí dụ một con khách tụi nó làm khoảng 500 ngàn đi, thì tụi nó sẽ cho các bạn là 100 ngàn hay 150 ngàn. Thì cái tiền 150 ngàn là của bạn chứ không phải là của chủ. Đó. Thí dụ mà các bạn đi cắt tóc là 1 triệu đi, thì các bạn sẽ cho cái thằng cắt tóc cho các bạn là 200 ngàn, chứ 2 triệu là quá sang. Các bạn đi gội đầu hay là các bạn đi sơn móng tay khoảng 1 triệu đi, thì các bạn cho cái người làm móng tay móng chân cho các bạn á khoảng 200 ngàn, thì cái đó gọi là cái tiền bo các bạn. Nhưng mà chỉ có khu Mỹ Trắng tụi nó mới chơi sen thôi các bạn biết không. Khi khu Mỹ Đen á thì nó không có cho và nó nhiều khi nó còn giật nữa. Thì hồi đó lúc mà mình mới ra nghề á, mình đi làm khu Mỹ Đen các bạn, mình đi làm khu Mỹ Đen thì có con khách Mỹ Đen kia các bạn biết không, nó vô làm tiệm 8 giờ đóng cửa các bạn. Mỹ Đen nó rất là bắt lịch sự các bạn. Tiệm 8 giờ đóng cửa, 7 giờ rưỡi nó vô, nó làm chân tay, nó làm đủ thứ, 9 giờ mình mới xong nó. Họ rất là bắt lịch sự, họ không có quan tâm là mấy giờ các bạn đóng cửa. Họ chỉ cần biết là họ muốn làm là các bạn làm cho họ. Thì khi mà các bạn làm khu Mỹ Đen là các bạn phải chịu bị đi. Ok. Thì 8 giờ đóng cửa mà 7 giờ rưỡi nó vô, 7 giờ rưỡi nó vô, nó lựa màu, nó lựa này lựa nọ hết. Tới 7 giờ 45 các bạn chưa làm nó nữa. Các bạn ngồi xuống các bạn làm nó 8 giờ rồi. Đó, 8 giờ thì những người khác họ về hết rồi. Bạn phải ngồi bạn làm đó. Các bạn làm nó chân tay xong tới 9 giờ các bạn mới xong nó. Rồi, các bạn làm cho nó xong tới 9 giờ, cái nó đứng lên nó nói là nó không thích, nó không trả tiền. Làm khu Mỹ Đen là gì đó các bạn? Làm khu Mỹ Đen là bị gì hoài à? Có con khách kia vô Mỹ Đen luôn nha. Nó vô nó làm, mình nói giá nó. Mình nó muốn làm tay đúng không? Làm tay là 25 đô la là 500 ngàn. Làm tay là 500 ngàn. Xong rồi nó muốn thêm 5 phút massage nữa các bạn. Thì mình mới nói là bây giờ 5 phút massage nữa là thêm 100 ngàn nữa. Nó đồng ý luôn, tức là tổng cộng của nó là 600 ngàn. Thì đáng lẽ là Mỹ Trắng là 600 ngàn, nó sẽ cho mình 200 ngàn đúng không? Nhưng mà mình biết là con Mỹ Đen nó không cho mình 200 ngàn các bạn. Thì ok, nhưng mà kệ nó, gán để cho nó trả 600 ngàn. Xong rồi cái lát nữa nó làm chân tay xong cái nó đổi ý, nó muốn làm cái khác nữa các bạn. Thì mình nói giá nó nữa là làm cái đó nữa là thêm 500 ngàn nữa, vì tổng cộng của nó là 1 triệu mốt các bạn.
cái lát nữa làm xong nó ra cái nó mới nói là ủa cái này là ở đâu vậy, sao mày tính tao 100.000? Cái mình mới nói nó là hồi nãy mà bà muốn massage thêm 5 phút thì 100.000 tôi đã nói với bà rồi. Cái bà đứng đó bà giả bộ này, bà giả bộ nọ, bà muốn không trả số tiền đó các bạn, thì đứng cãi lộn bà. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ không muốn làm khuôn mỹ đen. Tại vì làm khuôn mỹ đen á, mình bỏ công ra rất là nhiều, mình làm xong cái nó kiếm chuyện, nó không trả tiền. Thì bây giờ các bạn nghĩ coi, các bạn làm mỹ đen vừa mệt mà vừa không có tiền bo nữa, lại vừa bị quật tiền nữa, đâu ai muốn làm đâu, đâu ai muốn làm đâu. Thì họ chạy lên khu mỹ trắng. Khu mỹ trắng tức là khu của mình nè. Thì làm mỹ trắng á, mỹ trắng nó vừa đẹp mà nó vừa lịch sự, mà làm xong nó cho tiền bo nữa. Các bạn tưởng tượng coi, mọi bữa sáng sớm vô trời gặp con mỹ trắng, trời giống như búp bê Annabelle vậy. Mình các bạn nhìn á, các bạn nhìn mấy con khách mỹ trắng á mà các bạn hết hồn luôn. Trời, các bạn không dám nhìn chứ, nó trời con gì mà đẹp hết trời, không biết mấy nhon nó ăn gì mà nó đẹp quá. Cái có mấy con khách của mình, các bạn biết không, nó vô mình làm cho nó mùa hè, nó mặc cái váy ngắn ngủn mà nó mặc cái áo mà có hai cọng dây, các bạn, mình làm cho nó mình muốn gớt tim ngoài luôn á. Mình nói trời, mình làm mình không biết nó đứt kia hai cọng dây nó có đứt không ta. Mình ngồi đó mình không dám nhìn thẳng nó luôn á. Nhưng mà mình chẳng làm, tại vì khu này đa số là mỹ trắng không các bạn. Làm cho nó xong nó cho tiền, làm xong nó cho tiền. Trời, nội mà cái tiền mà khách nó cho mình đó, thôi mình sướng mà. Nhưng mà chỉ có khu mỹ trắng mới được, khu mỹ đen không được nha. Ok. Thì đó là lý do, đó là sự khác biệt giữa hai khu. Nhưng mà cái khu, mỗi một khu nó có một cái lực riêng các bạn nhé. Thì các bạn khu mỹ trắng á, các bạn rất là dễ xin việc làm, lúc nào nó cũng nhận. Tại vì ở khu mỹ trắng á, nó rất là cần nhân lực, nó cần những cái người mà tay nghề giỏi đó. Nhưng mà có một điều là nó chỉ mướn những người trẻ thôi các bạn, những người giống như trẻ nè, những người già không mướn. Đó là khu mỹ trắng. Tại vì các bạn nghĩ coi, các bạn đi cái căn của em á, các bạn đi vô một cái khu mỹ, cái tiệm nail toàn là những nhân viên trẻ phục vụ các bạn khoái hơn là đi vô một cái tiệm mà toàn là bà già không. Thì những cái người già mà qua Mỹ á, họ phải đi đâu? Họ phải xuống khu mỹ đen làm. Các bạn biết không, hồi xưa mình làm khu mỹ đen mình thấy tội nghiệp mấy ông già các bạn. Con mỹ đen nó vô nó bự nè các bạn, con mỹ đen bự nè. Cái ông già kia ổng vô ổng chà chân cho nó, ổng chà chân xong mà sủi tay luôn các bạn biết không, sủi tay luôn, rất là tội nghiệp. Thì mình mới thấy như vậy, mình thấy làm gì không được, làm khu mỹ đen hoài mốt không được. Bởi vì mình mới chạy lên khu mỹ trắng mình mở tiệm. Mặc dù á nó hơi xa nhà chút xíu, nhưng mà dù sao khách cũng lịch sự. Làm khu mỹ đen nào, các bạn thấy tướng của vợ mình không, cái con mỹ đen nó bự gấp 3 lần vợ mình luôn á. Các bạn nghĩ coi làm sao mà là làm nổi nó, đúng không? Đó là lý do tại sao làm mỹ trắng. Mỹ trắng thì nó vừa ốm vừa nhỏ đó. Bởi vì khi mà các bạn muốn mở tiệm á, các bạn phải chọn, các bạn phải đi vòng vòng cái khu để coi cái khách ở đây là khách gì, khách này là khách mỹ trắng hay khách mỹ đen đó. Thì các bạn làm mỹ đen á, nó có cái giá của mỹ đen, và làm mỹ trắng nó có cái giá của mỹ trắng nha. Ok. Thường thường mà những cái tiệm nail mỹ đen á, tụi nó hay để cái cửa mà có khóa đó, các bạn chỉ cần các bạn sẽ phải bấm cái nút đó, cái cửa nó mới mở. Các bạn không bấm cái nút đó, cái cửa nó không mở, nó kỳ vậy đó. Còn cái khu mỹ trắng á, cái cửa này á, ai muốn mở ra cũng được. Nhưng mà những cái khu mỹ đen á, tại vì tụi nó sợ bị mỹ đen cướp á, thì tụi nó phải bấm cái nút đó. Thì cái nút đó nó sẽ nằm ở trong cái bàn của cái người chủ. Thì mỗi con khách ra hay là vô và bà phải bấm cái nút đó. Nhưng mà kể về những cái người phản bội mình á, thì nó rất là nhiều các bạn. Thì có một cái ông già này, mình gọi bằng ổng bằng ông già các bạn. Thật sự lúc mà mình mới vô làm á, mình gọi ổng bằng chú các bạn. Nên sau này mình đổi sang mình gọi ổng bằng ông già. Thì cái lúc mà mình mới vô tiệm nail làm các bạn biết không, thì trong tiệm nail của mình á, mình lúc nào cũng là người nhỏ tuổi nhất. Thì cái ông già này á, ổng ngồi kế mình các bạn. Thì khi mà mình đã kể các bạn trước rồi, khi mà các bạn đi làm á, thì những cái chai nước sơn này nè, nó sẽ rất là dễ bể. Có nhiều bà chị á, đi làm á, mặc áo, mặc quần 200 đô các bạn, thì nước sơn này nó dính, nó sẽ, các bạn thấy cái quần mình không? Nè, cái này là không sao cả, cái này là dục bỏ, đó. Thì những cái chị này chỉ mặc quần rất là mắc tiền các bạn, rồi xong rồi chỉ ngồi chỉ cứ chùi hoài, chùi từ sáng chiều luôn, coi như là cái quần nó dục bỏ rồi, nó chùi hoài cũng vậy thôi. Thì cái chú này các bạn biết không, mình ngồi mình sơn khách, mình làm cho khách. Thì con khách nó vô tình nó đụng đổ cho nó sơn và nó gớt xuống. Thì ông nào ông rất là lẹ các bạn,
cái chai nước sơn mới xuống à. Cái ông chạy lại, ông đây mày làm sao mà đổ nước sơn tùm lum vậy? Cái mình mới nói trời, chú á, con làm cho khách, chú thấy nó làm đổ nước sơn mà chú không giúp con, mà chú còn chạy lại chú nói cái giọng luôn nữa. Cái ông nói, ông mới quát bà chủ lại, ông nói nhìn thằng Nhân làm đổ nước sơn tùm lum hết nhờ. Cái bà chủ bà mới nói là thôi thì đừng có chọc nó nữa, để nó làm đi. Cái mình biết cái ông này là ổng nịnh chủ, các bạn biết không, thì mình cũng không thèm điểm xỉa thông đó. Thì mỗi buổi sáng ổng vô á, ổng sẽ mua cho bà chủ một ly cà phê và một cái bánh, các bạn, một ly cà phê và một cái bánh. Thì các bạn thương nghĩ coi, một ly cà phê và một cái bánh đó, nó không phải là bao nhiêu tiền hết, nhưng mà các bạn mua mỗi một ngày như vậy, thì nó cũng hơi tốn tiền, thì giống như cái ông này và những cái ông khác á, họ học cùng thầy hay sao các bạn, họ có một chiêu họ xài hoài à. Tức là họ sẽ mua một bánh và ly cà phê để cho bà chủ hay là ông chủ, giống như họ học cùng thầy ra đó. Thì một ngày kia các bạn biết không, đi làm thì những cái máy móc á, tụi nó sẽ có cái cọc dây giống như cọc dây sạc điện thoại vậy đó. Thì cái ông này ông làm khách, ông mới kiếm cọc dây đó, ông kiếm hoài ông kiếm được. Thì bà chủ mới hỏi ông là ủa chú tìm gì nãy giờ mà không làm khách. Ông nói là tìm cọc dây và tìm hoài không được. Cái bà chủ mới lại bà tìm, thì bà tìm được các bạn, giống như là ma giấu vậy đó. Thì bà mới tìm xong, bà mới đưa chồng, mới nói cọng dây nằm đây nè, chẳng lẽ nằm ngoài đường. Thì ông mới quạo, bạn, ông mới quạo lên. Chứ lát nữa cái ông mới ngồi kế mình, ông mới nói con nhỏ này lúc mình nó láo à, con nhỏ láo à. Cái mình mới nói ủa mọi bữa chú nịnh ông, nịnh bà chủ lắm mà sao bữa nay nó khác vậy. Thì ông mới quạo, bạn, tại vì ông nghĩ là mỗi một ngày tao mua cà phê cho nó, mỗi một ngày tao mua bánh cho nó, mà bữa nay nó láo à. Thì mình mới bắt đầu kêu ông, mà ông già này thì tại ông thôi chứ ai đâu, các bạn thấy không, từ một người mình đã kêu mình kêu bằng chú, bây giờ mình kêu bằng ông già luôn, mấy tháng sau mình kêu bằng thằng luôn các bạn. Thì một ngày kia mình đi làm, mình thì mình thấy cái ông già này á, ông đứng ngoài đường các bạn. Thì trong cái sự thông minh của mình á, cái sự thông minh của mình biết là ông già đạo không có xe các bạn, tại vì sáng sớm các bạn đi làm á, các bạn làm chung với ổng 1-2 ngày là các bạn hiểu được cái con người ổng rồi. Thì sáng sớm ổng vô là mình đậu xe, ổng đậu xe kế mình. Thì ổng không có nói chuyện với mình các bạn, ổng đợi bà chủ chạy xe tới. Ổng chạy xuống, ổng nói ê bà chủ khỏe không, buổi sáng. Thì bữa nay mình thấy ổng đứng ngoài đường, ổng không có xe, có nghĩa là cái xe ổng bị hư, hay là người nhà ổng lấy xe để rồi để chở ổng tới đó rồi, các bạn thấy không. Thì mình biết thế nào tối nay ổng cũng nhờ mình chở ổng về, nhưng mà mình để coi ổng có mở miệng không các bạn. Thì cái tiệm mở cửa 10 giờ, mình làm từ 10 giờ tới 3 giờ chiều mình không thấy ổng nói gì chứ, là mình biết là chắc là ổng không có muốn nhờ mình này các bạn. Thì ổng làm tới 7 giờ tối, cái ổng mới đi lại gần mình, ổng nói nhân lát nữa chở chú về. Cái mình mới khôn lắm các bạn, mình nói trời chú không có nói con trước, tối nay con có hẹn rồi, nói con phải chở vợ đi đẻ. Cái ổng mới nói mày ích kỷ quá, mày chở tao về chút xíu mày không chịu chở. Chút xíu ổng là nửa tiếng đồng hồ các bạn, từ tiệm mà chở ổng về nhà ổng là nửa tiếng, rồi từ nhà ổng chạy về nhà mình là một tiếng. Có nghĩa là mình vì ổng mà mình chở ổng về nhà, xong mình chạy từ nhà ổng mình chạy về nhà, trong khi đó mấy ngày trước á ổng lại đi ổng nói xấu mình. Các bạn thấy không? Đó là cái gương của người phản bội các bạn. Thì mình mới nói với ổng là không phải là con tiết kiệm với chú, nhưng mà chú muốn con chở chú về thì sáng sớm chú vô chú phải nói con trước để con chuẩn bị, cái con phải gọi lại alo em ơi tới đây đẻ hả, nghỉ đẻ để anh chở ông này về cái đó. Bây giờ chú tự nhiên chú lại nói con có biết bao nhiêu công chuyện đâu, phải con rảnh đâu, con ngồi đây con đợi chú đâu, đúng không? Thì ông mới không được vui các bạn, ông không được vui thì cài ông chứ ông lại được cái gì mình. Thì mình mới nói thôi vậy gì nè bà chủ á, bà rảnh á, bữa nay con nhờ bà chủ chở chú về đi. Cái ông không dám mở miệng các bạn. Cái mà nói kỳ á, mỗi bữa chú mua cà phê, chú mua bánh, bây giờ chú không dám mở miệng ra là sao? Cái ông nói, tao không muốn nhờ gì á, trời. Chú mua bánh cho người ta, bây giờ chú nhờ người ta không chịu, tính chú nhờ con, con có chú có đâu có cho con ăn gì đâu, chú nhờ con phải tốn xăng thì chú à. Cái ông nói, thôi mất công lắm. Cái mà nói, chị, ông này ông nhờ chị gì kìa? Cái bà chủ mới đi lại. Bà nói ủa chú cần gì hả? Cái ông nói đâu có gì đâu. Mình nói
chị chở ông về thì ổng không có xe. Cái bà chủ nói ok không sao. Các bạn thấy không, mình không hiểu những cái người này các bạn, mình không hiểu nổi. Thì cái ông này ổng càng ngày á, ổng càng bộc lộ các bạn chắc ra các bạn. Và giống như mình không muốn nói với những người này, mình không có chuyện ổng. Thì ổng cứ bộc lộ ra thì mình biết chắc ông này ổng sẽ không làm lâu các bạn. Thường thường những cái người đó họ chỉ làm khoảng 1-2 tuần là họ nghỉ, 1-2 tuần. Mấy người này thợ nail rất là chân chính các bạn. Họ vô họ làm 1-2 tuần họ nghỉ. Họ vô họ làm nail 1-2 tuần họ nghỉ. Anh đang lên sóng truyền hình đây. Cái cho cắt rồi. Xong rồi cái trong cái tiệm nail các bạn biết không, thì đa số khách vô là khách Mỹ các bạn. Đa số khách vô là khách Mỹ nha. Thì dĩ nhiên là khách Mỹ vô thì họ sẽ nói tiếng Anh không, đúng không? Nhưng mà cái vui cái này là nhiều khi con khách Mỹ á, bạn của tụi nó là Việt Nam nữa các bạn, chết lại cho đó. Thì bởi vì các bạn đừng bao giờ nói tiếng Việt, ok? Thì khi mà bước vô tiệm nail có cái bà khách Mỹ kia các bạn, bà khách Mỹ kia, bà có cái bạn là Việt Nam. Thì cái bà Việt Nam này bà cũng xạo lắm các bạn. Trời, bà vô chổng, bà nói xấu con dâu của bà từ lừa hột dưa. Thì bữa đó mình biết là cái ông đó ổng sẽ làm cho cái bà già Việt Nam đó. Thì mình mới nói với bà chủ là chị lát nữa chị nhớ nói cho cái ông già đó biết nha, bà ở Việt Nam á. Thì cả tiệm mười mấy người ai cũng biết là lát nữa có khách hẹn là một con Mỹ trắng và một người Việt Nam. Thì ai cũng sợ cái ông già đó sẽ nói xấu khách đấy các bạn, ai cũng sợ chứ. Người ta mới chạy vô, người ta nói chú cái bà già đó Việt Nam á nha, cái bà già đó người Việt Nam á nha. Thì trong lòng ổng lúc này ổng đang bực cái bà chủ, tại vì bà chủ hồi bữa láo với ổng. Các bạn biết không, là ổng sắp nghỉ đó. Thì lát nữa hai người khách vô các bạn, thì cả tiệm ai cũng biết là bà đó Việt Nam rồi, bởi vì người ta không nói tiếng Việt. Thì bà đó với bạn mới vô là người Mỹ, một người Mỹ và một người Việt Nam, các bạn ngồi vô ghế. Thì mình mới tới mình làm cho người Mỹ, còn ông già đó ông làm cho người Việt Nam. Thì ổng mới đi ra, ổng nói cái bà già này làm cái gì à. Không rồi cái bà chủ bà hết hồn rồi, nói trời chú, cái cô đó là người Việt Nam, cô đó là người Việt Nam. Cái ổng mới nói ôi tôi xin lỗi chị nha, tôi không biết chị là người Việt Nam. Thì cái bà già này bà có thù là lũ đạn các bạn, bà nói thằng cha già vô duyên. Cái bắt đầu thấy nhũng não rồi đó. Thì cái bà già này cũng thuộc loại là ghê gớm các bạn phải không. Thì cái bà già bà mới sực lỏng các bạn, vô duyên vậy đó, gặp khách mà nói chuyện kiểu đó. Ông này mới nói ôi tôi xin lỗi chị nha, tôi không biết chị là người Việt Nam. Bà nói dù người Việt Nam hay người Mỹ, cái cách nói chuyện của chú không có xài được. Thì bà chủ bà mới tới, bà mới xin lỗi, ông xin lỗi cô nha, tại vì bữa nay chú hơi không được vui. Thì ông muốn nghỉ làm các bạn, ông muốn nghỉ làm rồi đó. Thì ông mới nói ôi xin lỗi chị nha. Thì cái bà già này bà già Việt Nam này bà mới ngồi, bà mới bật các bạn đó. Xong rồi bà mới nói là người đó mà vô duyên, giống như là mình đã dặn trước rồi, giống như là người đó là người Việt Nam các bạn. Mà ông còn gà, ông còn sực một câu là cái bà già làm gì các bạn hiểu không. Trời, tú cả tiệm nhũng não luôn các bạn, nhũng não với ông già luôn. Thì mấy ngày sau ông mới xin nghỉ các bạn. Thì rất là buồn khi mà mình thấy, các bạn biết không, mặc dù mình không phải là thân với họ nhưng mà ai cũng đi làm kiếm tiền các bạn. Nói chung là mình không muốn thấy người ta bị mất việc, tại vì mình biết khi mà ông nghỉ á thì ông sẽ ở nhà một tuần, và trong một tuần đó ông không có tiền các bạn, tại vì đi làm nail là phải làm mới có tiền, không làm không có tiền. Thì mình mới rất là buồn khi mà ông xin nghỉ các bạn, giống như là mình đang hại họ vậy đó, mình đang hại họ không kiếm tiền được. Nhưng mà mình không hại họ thì họ cũng hại mình thôi. Cái cuộc sống là vậy các bạn thấy không, mình ngồi mình sơn khách, mình đổ nước sơn, mình mới được đổ nước sơn mà họ đã kêu bà chủ tới để coi mình đổ nước sơn rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy họ nghĩ mình cũng buồn các bạn, giống như mình đang làm một cái gì đó rất là xấu xa. Bởi vì mình mới quyết định là mình sẽ mở cái tiệm nail riêng của mình, mình không đi làm cho người ta nữa, mình không có cần phải nhìn cái cảnh đó nữa các bạn, mình không có nhìn cảnh đó nữa. Đó là lý do tại sao mình phải mở tiệm nail. Thì có nhiều người hỏi mình là khi mà mở tiệm nail như vậy đó, giống như là có gặp áp lực không. Nói chung là mỗi người mỗi khác các bạn. Có nhiều người họ mở tiệm nail á, họ gặp áp lực. Có người họ mở tiệm nail họ không gặp áp lực. Tại vì có nhiều người họ mở tiệm nail á,
cái tay nghề họ rất là kém, họ không có năng khách được, khách nó không có thích họ được. Có người họ mở team nail của họ rất là giỏi, khách mà đợi họ, khách ngồi họ đợi họ để làm luôn đó, thì họ có lúc nào cũng có khách làm và họ không bị áp lực. Các bạn nghĩ mà các bạn mở team nail ra mà không có khách, mà các bạn làm mà khách không thích nữa, wow, đúng là cái đó là nhức đầu lắm nha. Còn mà các bạn mở team nail ra mà khách nó vô mà các bạn không muốn làm, ấy tao bận rồi mày đi, các bạn hơi chảnh này đó. Thì mở tiệm nail á, giống như mình là thuộc loại là không áp lực thì mình mở, phải không? Mình ngồi đây mình thấy bữa nay nó vắng quá, tại bữa nay trời mưa các bạn, trời mưa mà hơi lạnh vắng quá, đóng cửa đi về. Cái con khách nó vô nó hỏi mình, ủa tại sao hôm qua tao tới tiệm mày tao không thấy mở cửa? Cái mình nói tao mở cửa mày không tới, tao đóng cửa tao về mày tới làm chi, mà thấy không? Thì cũng chịu thôi, thì ngày mai bữa nay nó không tới, ngày mai nó tới thôi, nó rất là đơn giản, không có gì gọi là phiền cả. Tại mình phải hưởng thụ, mình mở cửa tiệm ra, mình mở cửa tiệm ra, tụi nó tới thì mình làm, nó không tới thì mình cũng phải chịu thôi, chứ chẳng lẽ bây giờ mình ra mình kéo nó vô, mình nắm quần mình kéo nó vô, mày vô đây làm đi, đâu được, đúng không? Giống như là ông trời ông đã sắp đặt hết rồi, cái gì tốt cái gì tới nó sẽ tới, cái gì không thì bây giờ mình ngồi ở đây, mình ngồi nó không vô thì mình đi về thôi, chứ mình phải đi về để mình hưởng thụ cuộc sống của mình, các bạn thấy không? Là làm người là phải được vui vẻ các bạn. À, thì trời cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi, giống như là có sao ăn vậy thôi. Đó, phải tận hưởng cuộc sống. Nếu các bạn biết á, nếu mà các bạn đặt các bạn vào một cái hoàn cảnh khó khăn quá, các bạn sẽ bị stress, các bạn phải thư giãn đi. Tới đâu hay tới đó, ông trời ông sẽ không có dồn các bạn vào bước đường cùng. Ok. Giống như bữa nay mình ngồi đây, tiệm nó hơi vắng, lát nữa chiều cái nó dập vô, biết đâu được. Đó. Bởi vì okay, các bạn ơi, thì bây giờ đã tới giờ đi về rồi, thì cái nhiệm vụ cuối cùng của mình bữa nay hôm nay đó chính là đi dọn dẹp các bạn. Các bạn thấy không, làm một chỗ cũng mệt lắm chứ bộ. Thì cái nhiệm vụ của mình đó là mình sẽ kiểm tra coi khăn nó bò có dơ không. Các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thế này. Thì bây giờ khăn này là khăn lau tay các bạn, là khăn màu trắng, nó đã đầy rồi. Bây giờ mình bỏ ở đây mình giặt. Chứ mình không có thời gian nào mà giặt bằng tay từng cái đó các bạn, rất là mệt. Chỉ cần bỏ ở đây bấm nút. Thì khăn này nó hơi vàng các bạn, bởi vì mình sẽ bỏ thuốc tẩy vô. Ok. Hồi trước á, người ta vô người ta xin việc làm các bạn, người ta thấy mình cái người ta hỏi anh có chủ đây không? Cái nói tôi là chủ nè. Trời, chủ gì mà giống ô xin quá vậy, giống ở nợ vậy. Ok. Thì cái công việc này các bạn biết không, các bạn làm á thì tiền nó vô túi các bạn, tại vì bây giờ nếu mà các bạn mướn người ta làm á, đó là gì, thì các bạn lại trả thêm tiền nữa. Cái này là xà bông các bạn nha, không phải là siro đừng uống nha. Thì bây giờ nếu mà mình mướn người ta làm cái công việc này á thì mình lại tốn thêm tiền nữa, bởi vì mình tiết kiệm tiền nó vô túi mình các bạn nhé. Bỏ xà bông vô các bạn. Đây là thuốc tẩy các bạn đừng uống nha. Ok. Bỏ thuốc tẩy vô cho nó trắng khăn. Và sau đó các bạn cứ bấm nút. Không lại đắp lại. Khỏi lại cũng được. Nó dằn vậy. À, thì nước nó sẽ tự động. Nó sẽ tự động nó chăm đầy, xong rồi nó giặt. Nó giặt xong rồi nó vắt. Nó vắt xong rồi cái nó xả nước ra như vậy là khô. Xong rồi mình sẽ lấy lên mình sấy. Thì đó là cái nhiệm vụ của mình, những cái việc nặng mình làm, còn những cái việc nhẹ vợ mình làm. Bây giờ để coi vợ mình làm cái việc gì. Đó, vợ mình là sẽ lấy cây chổi phủi phủi tới phủi lui. Thì ở ngoài rất là nhiều xe các bạn. Đó, nhưng mà tới giờ mình về là mình về, nó vô mình không nhận các bạn. Mình rất là chảnh. Bây giờ là 7 giờ 8 giờ rồi thì tới giờ mình đi về rồi. Thì tụi nó đang đi ăn các bạn. Ok. À, thấy vợ mình quét nãy giờ không có cộng ghét luôn. Nói thật sự với các bạn, bên Mỹ nó rất là sạch các bạn, nó không có nhiều ghét như bên Việt Nam các bạn thấy không, tại vì mình đóng cửa suốt luôn nên gió đâu có thổi đâu mà có bụi các bạn. Cái này đó chỉ là bụi sơ thôi, không đáng kể. Ok, thì để giờ mình làm này để mình coi rồi bữa nay khách nó cho mình được nhiêu tiền các bạn ha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã chia cái số thẻ của khách lại và tên của khách lại rồi để cho có tính riêng tư các bạn ha.
Thì bây giờ cái con khách đầu tiên nó làm 25 đồng, nó đã cho mình tiền mặt rồi. Thì cái chữ tip này nó không có ghi các bạn. Ok, cái con khách này thì nó cho mình 4 đồng, 15 đô la. 15 đô la là khoảng 300 ngàn, nó cho mình 4 đô la là khoảng 80 ngàn, các bạn thấy không? Làm 300 ngàn cho 80 ngàn. Còn con này 19 đô la, nó cho mình là 100 ngàn. Con này là, các bạn thấy không? Con này làm 83 đô la gần 1 triệu luôn, gần 2 triệu mấy luôn. Nó cho mình 12 đô la các bạn. Con này nó cho mình 3 nè, con này 60 đô nè, các bạn thấy không? 60 đô nó cho 12 đô, 83 đô. Tiền bo đó, cái tiền bo là cái tiền gì các bạn? Cái tiền bo nó giống như là cái tiền cho anh uống cà phê nè, giống như là khi mà mình đi vô nhà hàng á, mình thấy thằng bồi bàn nó tội nghiệp quá, mình nói cho nè, cho uống cà phê nè. Giống như là cái một cái lịch sự để mà mình cảm ơn cái người phục vụ đã phục vụ cho mình tốt các bạn. Bởi vì khi mà các bạn làm cái nghề nail á là phải nhờ cái miệng lưỡi của các bạn. Các bạn làm càng tốt á và các bạn phải nói chuyện nó nhiều á thì nó cho tiền càng nhiều. Thì cái tiền tê này á, cái tiền tê này nó không có nhất định các bạn. Nếu mà có khách nào mà nó sang quá nó cho 20, có con khách nào mà nó sang quá nó cho 30. Đó, nó không nhất định là phải là một cái số tiền đó. Nhưng mà có nhiều con khách á, tụi nó không có được có tiền cho thì tụi nó cũng phải gán cho bạn là 5 đô la, tại vì phải để lịch sự các bạn ha. Bởi vậy khi mà các bạn thấy mình đi ăn buffet á, các bạn nói là ôi anh ơi tại sao anh ăn như vậy, cái người ta không thích thì sao? Nói thật sự với các bạn á, người Việt Nam mình đi ăn buffet á, những người Trung Quốc họ rất là thích. Tại vì á, mỗi một khi mà người Việt Nam mình đi ăn buffet á là đi cả nhà cả gia đình luôn. Bữa đó vô ăn là mỗi một lần là người Việt Nam mình vô ăn buffet á là ăn toàn là 200 mấy không à. Tại vì các bạn biết cái tính Việt Nam của mình là đi ăn á, là dẫn cả nhà đi ăn là ăn là một lần là 200 mấy 300 không à. Rồi khi mà bước ra là cho là 20 30 20 30. Đó, bởi vì các bạn đừng có nói là người Việt Nam mình đi ăn buffet làm xấu mặt người Việt Nam. Nói thật sự với các bạn bên Mỹ á, người Việt Nam mình đi ăn nó cho tiền rất là sang. Ok. Người Việt Nam mình á, chỉ có những người Mỹ đen hay là người Ấn Độ á, họ đi ăn họ mới chụp thôi. Bởi vì các bạn khi mà các bạn coi những cái kênh mà ăn buffet của mình á, các bạn phải nên nhớ là họ thích mình vô ăn tại vì họ biết mình cho tiền. Ok. Tại vì nói thật sự với các bạn tôm hùm bên Mỹ nó rất là rẻ luôn. Ok. Thì ở bên Mỹ này á, khi mà các bạn làm khách á, có hai loại khách mà mình ghét nhất. Một á là Mỹ đen các bạn. Tại vì á, làm cho Mỹ đen á, thứ nhất á là nó giật tiền. Thứ nhất là nó sẽ giật tiền các bạn. Thứ hai á là nó hay kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ. Thứ ba á, nó không có cho tiền tê. Cho dù các bạn làm cho Mỹ đen, các bạn làm nó vui thế nào nữa, nó đứng dậy nó cũng không cho tiền tê. Tại vì tính nó gì đó. Bởi cho dù các bạn làm nó thân cỡ nào, nó cũng không cho tiền tê. À, trong khi Mỹ trắng làm chút xíu là nó cho tiền tê. Đó là khách thứ nhất, cái mình không thích làm khách Mỹ đen các bạn. Còn cái loại khách thứ hai mình không thích làm á, đó chính là Ấn Độ các bạn. Mình nói không phải mình chảnh, chứ nhiều khi khách Ấn Độ vô đây á, mình giả bộ mình bận, mình không có lấy nó vô các bạn. Mình nói tôi bận rồi, có thể trở lại ngày mai không? Tại vì thật sự làm cho khách Ấn Độ rất là mệt các bạn. Tại vì họ chùm giống như Mỹ đen vậy đó, mà họ còn trả giá nữa, qua bên Mỹ mà còn trả giá nữa nha các bạn. Giống như có gia đình Ấn Độ khi vô, các bạn ơi, Mỹ đen á thì nó không trả giá, nhưng mà nó sẽ kiếm chuyện để nó khỏi trả tiền. Trong khi đó người Ấn Độ á, họ sẽ trả tiền nhưng mà họ lại trả giá. Giống như là họ vô họ nói bây giờ bốn người làm chân có bớt không? Không bớt không làm. Cái những cái tiệm nail khác á, tụi nó phá giá tụi nó sẽ bớt, nhưng mà tiệm mình là không bớt, nói không, mày không thích làm thì mày đi, thì tụi nó đi tiệm khác các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, làm cho những người Ấn Độ tụi nó nhìn rất là kỹ, tại tụi nó bỏ tiền ra rất là đáng các bạn biết không. Bởi vì khi mà khách Ấn Độ vô tiệm mình á, mình không làm, mình không muốn làm họ các bạn, mình nói là thôi tôi bận rồi, bữa khác trở lại đi. Đó, tại vì các bạn ngồi các bạn làm cho nó, trời, nó nhìn kỹ lắm các bạn, nếu mà tiền nó rất là lớn, nó bỏ tiền rất lớn. Đó là hai đối tượng mà mình không thích làm. Cái đối tượng thứ ba là người Mễ các bạn. Các bạn nên biết người Mỹ nó khác và người Ấn Độ nó khác và người Bosnia nó khác các bạn. Thì người Mỹ nó khác cái gì? Người Mỹ thì dù sao nó cũng tốt hơn người Mỹ đen và người Ấn Độ chút xíu, là tụi nó cũng cho tiền. Nhưng mà tụi nó rất là quậy các bạn, người Mỹ rất là quậy. Các bạn biết không, người Việt Nam của mình á, khi mà qua bên Mỹ á là phải lo đi kiếm tiền, đi để dành tiền, làm lụng xong rồi
phải chắc chiêu từng đồng từng cắt mới mới có dư các bạn. Đó là cái tính của tốt của người Việt Nam mình. Thì người Việt Nam mình qua bên Mỹ làm ăn uống rất là tiết kiệm, rất là cần cù để có dư. Trong khi người Mỹ các bạn biết, họ mới qua Mỹ á, là gia đình họ dẫn họ đi làm nail, đi làm tóc, đi vũ trường. Trời ơi, mới qua Mỹ ngày đầu tiên chưa biết tiếng Anh á. Thì các bạn biết không, mình vô mình mới đi làm nail hồi lúc mà 15 năm trước á, mình không biết tiếng Anh, mình đi làm nail. Cái bà bể kia, bà không biết tiếng Anh luôn, bà đi làm nail luôn, bà phải dẫn cái đứa con của bà nhỏ xíu nè, chút xíu à. Thì mỗi lần mình đã không biết tiếng Anh rồi, mình phải nói chuyện qua cái con bé nhỏ xíu đó. Xong rồi con bé nhỏ xíu đó nó mới dịch lại cho mẹ nó, xong rồi mẹ nó mới dịch lại con bé đó, con bé nó mới nói cho mình nghe. Trời, mỗi lần mà bà tới mình phải nhũng não luôn á. Nhưng mà sau khi làm bả 2-3 lần rồi, mình biết cái cách bả muốn các bạn. Trời, mình nói mình hiểu, bả nói bả hiểu rồi, ok. Hai người tự ai nói tự người đó hiểu luôn. Nhưng mà cuối cùng bả cũng ra, bả cũng vui, bả cho tiền. Thì người Mỹ á, khách người Mỹ họ dù sao họ cũng tốt hơn người Ấn Độ, là họ không có trả giá. Dù sao họ cũng tốt hơn người Mỹ đen là họ không có giật tiền. Nhưng mà họ rất là quậy các bạn. Họ rất là quậy nha, trời, người Mỹ vô nó quậy bà cố luôn, nó ngồi, nó dựa lên, nó dựa xuống, nó ngửa giống như là dân chơi vậy đó các bạn biết không. Xong rồi nhưng mà làm cho người Mỹ thì nó cũng ok, nó cũng cho tiền, nhưng mà có điều là nó không có được sang như Mỹ trắng các bạn. Mỹ trắng thì quá sang rồi, Mỹ trắng nó vừa nó rất là lịch sự các bạn, nó rất là lịch sự. Thì đó là bốn loại người mình á. Thì người Mỹ các bạn biết không, vô nó nói chuyện nó cũng vui lắm, nội nó quậy lắm nha. Có mấy con Mỹ vô, trời, tụi nó hút thuốc á, mấy con Mỹ nó quậy bà cố luôn. Nó vô nó hút thuốc xong rồi nó hỏi mình hút không, đang làm nail cái đang vuốt móng tay nó, cái nó hỏi mình ơi, mày có thể dừng lại 5 phút để cho tao ra ngoài tao hút thuốc xong tao vô làm tiếp. Cái mình mới bật, tao đang làm bận rộn mà mày ngừng là không thuốc. Nhưng mà có nhiều người thợ nail già đó các bạn, đi làm cho mấy con Mỹ nè, đang làm cái tự nhiên hai người dừng lại đi ra ngoài sân, tưởng quýnh lộn các bạn, ai ngờ đi ra ngoài sân hút thuốc chung với khách. Hai khách với thợ đi ra ngoài sân hút thuốc chung với các bạn, vui lắm. Thì đó là như vậy. Thì sau này khi mà các bạn qua Mỹ mà các bạn dính thân vào cái nghề nail á, các bạn sẽ gặp một trong những cái trường hợp này các bạn nhé. Thì bữa nay là mình sẽ chia sẻ về một ngày của Nhân Lì, thì hy vọng các bạn sẽ thích. Bây giờ mình phải đi lau nhà các bạn. Các bạn thấy một ông chủ tiệm nail mà giống như Oxin vậy đó. Bởi vì các bạn bên Việt Nam á, các bạn có tiền để mướn Oxin, nhưng mà những người Việt Nam bên Mỹ phải làm giống như Oxin. Các bạn thấy không? Thật ra bây giờ mình có thể bỏ tiền ra mình mướn Oxin cũng được, nhưng mà nó thật sự là mình làm gì phí lắm các bạn. Tại vì tiền đó là mình muốn tiết kiệm để cho này sau này các bạn ha. Bởi vì nhiều khi mình thấy bên Việt Nam sướng lắm các bạn, có tiền mướn Oxin nữa. Ok, thì bây giờ mình tắt đèn máy lạnh. Thì bữa nay mình quay cái toilet, các bạn thấy cái toilet bên Mỹ nè. Ok, nó toilet mà cũng có máy lạnh nữa nha các bạn. Các bạn đừng có tưởng cái áo máy lạnh, thấy không? Thì cái luật Mỹ là gì, cái toilet mà cũng có vòi xịt lửa đó các bạn nè. Thì đây là tiệm của mình muốn quay ở đâu cũng được, mình không sợ người ta nói các bạn. Cái vòi xịt lửa, các bạn thấy cái vòi đó, biết các bạn biết bao nhiêu tiền không? Cái vòi đó là tốn 1.000 đô của mình đó. Ok, thôi một cái vòi đó là đừng có tưởng rẻ nha, 22 triệu đó các bạn. Thì cái tiệm này hồi đó tụi nó đã gắn cái hệ thống cứu lửa sẵn rồi, các bạn thấy không, ở trên nè cái vòi đó. Thì tụi nó chỉ có 4 cái vòi thôi, nhưng mà bây giờ mình xây thêm 3 cái phòng nữa. Thì tụi chữa lửa tụi nó bắt mình mỗi một phòng như vậy là phải gắn một cái, các bạn thấy, một cái này với một cái trong toilet với một cái trong kia, là mình phải gắn thêm 3 cái nữa. Thì nó tính mình 3 cái đó, cái vòi đó là 3.000, tại vì tụi nó phải khoan cái vòi này vô cái đường ống chính và tụi nó hèn lại đó. Chứ các bạn đừng tưởng gắn cái vòi lên là một cách đơn giản đâu, tụi nó phải nối tùm lum nhá. Thì 3 cái vòi đó nó tính mình 3.000 mấy, mình chia ra mỗi cái vòi 1.000 mấy đô la, 22 triệu một cái vòi nước đó các bạn. Bây giờ mình biết cái vòi nước nó rất là mắc. Thì bây giờ phải lau nhà các bạn. Thì đây là một ngày của mình bên Mỹ các bạn. Các bạn đừng có cười mình nha, thật sự á, đây là một cái hoàn cảnh chung của tất cả những người Việt Nam qua bên Mỹ đi làm. Thì nếu mà các bạn qua bên Mỹ mà các bạn muốn lập nghiệp
thì các bạn có thể đi làm nail. Nếu mà các bạn thấy là các bạn không muốn đi làm công cho người ta, tại vì trên đời này có nhiều người họ không muốn đi làm công để bị người ta chửi các bạn, thì các bạn có thể cùng với vợ của bạn ra mở một tiệm nail, hai vợ chồng làm rồi mướn thợ vô, như vậy cũng đủ sống qua ngày, cũng thành công như người ta rồi. Nói thật sự với các bạn, hai vợ chồng làm á nó cũng khá, rất là khá, có thể nuôi con ăn học rất là sướng các bạn, không cần phải chạy đi chơi đó. Bởi vì mình nhìn những cái người lớn tuổi hơn mình á, mỗi một lần mà họ gọi điện thoại vô, mình nói trời ơi, lại một bà già gọi vô nữa. Các bạn biết không, mình thấy rất là tội nghiệp cho những người đó, tại vì những người này họ không có cố gắng, các bạn hiểu không? Tới khi mà họ già rồi họ vẫn đi xin việc làm, họ làm và họ vẫn không có được khá lên bao nhiêu đó. Các bạn thấy không, chỉ cần hai vợ chồng cố gắng làm thôi là cũng khá lắm. Làm từ ngoài thôi. Ok, thì nếu mà các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn, thí dụ mà nếu mà các bạn làm á thì tiền các bạn sẽ lấy hết. Nếu mà thợ làm á thì thợ phải chia cho các bạn 4 phần. Để mình thí dụ bữa nay đi, bữa nay thợ mình nó làm được 300 đô. Thì 300 đô mà nhân cho 6 á là được 108, đúng không các bạn? 300 đô mà nhân cho 6 là được 108. Thì bữa nay thợ của mình lấy 108, mình lấy 104. Như vậy là thợ mình á bữa nay tụi nó làm chỉ được có 108 thôi. Thật sự là nó làm tới 300 đô lận. Nó làm 300 đô nhưng mà nó phải đưa mình 100, 140 rồi. Thấy không? Các bạn thấy không? Mình ngồi không mà mình lấy hết 140 của nó rồi, trong khi tụi nó làm chết màu luôn mà tụi nó lấy được có 108 à. Nhưng mà mình vừa lấy được cái phần của mình, cái phần của mình là 300, rồi cái phần vợ mình là 300, rồi cái phần của thằng thợ kia là 140, rồi thằng thợ kia 140 nữa, tức là mỗi một thằng thợ như vậy mình ăn trên đầu của nó 140 các bạn. Mình ăn chia các bạn, ok. Thì đó, cái sướng của cái người làm gì đó. Nếu mà bữa nào mà các bạn không làm á, các bạn để cho thợ làm, thì thợ nó sẽ chia cho các bạn 4 phần, nó lấy 6 phần. Thí dụ bữa nào mà các bạn làm biếng, các bạn không làm đi, các bạn để cho thợ làm hết, các bạn nhận có tiền. Còn bữa nào mà các bạn siêng á, các bạn làm, thì các bạn lấy hết. Nó đơn giản thôi, ok. Tiếp tục công việc lau nhà. Thì hổm gài có thợ xin vô các bạn, để bữa nào thợ xin vô mình quay cho các bạn coi nếu mà các bạn thích. Nhưng mà nhiều khi mình không muốn quay về đó các bạn ha. Thì một ngày của nhân lì đã kết thúc rồi, bây giờ mình lau nhà xong là mình đi về các bạn. Đó. Sở dĩ bữa nay mình quay cận cảnh cho các bạn là tại vì có nhiều bạn rất là muốn qua Mỹ và mở tiệm nail, nhưng mà các bạn không biết là mở tiệm nail có ăn không, mở tiệm nail có sướng không, thì như vậy mình sẽ quay cho các bạn coi. Có sướng, có khổ. Nhưng mà các bạn nên nhớ là cái gì cũng vậy, các bạn phải bỏ công ra làm á thì cái thành quả của các bạn thu về mới được. Các bạn phải cực khổ trước thì các bạn mới sung sướng sau nhé. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ lau cái này rồi đi về. Các bạn đừng có thấy mình với vợ mình lau vậy mà các bạn cười mình nha. Thật sự đây là cái hoàn cảnh chung của tất cả những người ở Mỹ. Các bạn biết không? Có nhiều người á, họ lớn tuổi hơn mình, họ 40 tuổi rồi, họ 50 tuổi rồi. Họ mới mở tiệm nail, nhưng mà các bạn biết không? Họ mở tiệm nail ở khu Mỹ Đen á, thì khi mà tối á khách về hết, thợ về hết rồi, thì cái bà chủ á, bà 40 tuổi rồi, bà phải khóa cái cửa lại, tại vì khu Mỹ Đen mà các bạn ơi, rất là nguy hiểm. Thì khách về hết, thợ về hết, bà phải khóa cửa lại rồi bà phải dọn dẹp. Thì chồng của bà lúc này á đi làm hãng mới ra, tại vì chồng của bà không có biết làm nail các bạn, thì chồng của bà từ hãng mới chạy lên để giúp bà lau. Thì bà phải ngồi ở trên tiệm một mình, có rất là nhiều người vậy, tại vì họ phải chia ra làm các bạn, vợ đi làm nail, chồng đi làm hãng để mới có dư nha các bạn. Nhưng mà mình với vợ mình hơn một cái là tụi mình, hai đứa mình đều làm nail hết,
bởi vì lúc nào mình cũng ở đây. Tại vì nhiều khi có gì á thì mình có thể ứng biến được các bạn. Còn có nhiều người á, họ ở trên đây một mình, khi mà thợ về hết rồi, khi mà khách về hết rồi á thì phải khóa cửa lại, không thôi rất là nguy hiểm nha. Ok. Đó, nhân lì đã hết rồi các bạn. Bây giờ đi về và đi nhậu thôi. Các bạn thấy không? Thì có rất là nhiều, nói về tiệm nail thì có rất là nhiều câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Kể tới ngày mai cũng không hết nữa, và kể tới ngày mốt cũng không xong nữa. Thì có những câu chuyện rất là buồn các bạn. Khi mà hai vợ chồng thì tắt máy lạnh các bạn, tối về phải tắt máy lạnh, không thôi tốn đường điện. Cái gì cũng phải tiết kiệm các bạn. Tiết kiệm là đức tính tốt. Thì có hai vợ chồng các bạn không, cùng nhau qua bên Mỹ và cùng nhau mở được một cái tiệm nail sống qua ngày. Và khi mà cái tiệm nail thành công và có nhiều tiền đó, thì ông chồng này ổng mới nổi chứng các bạn, và ổng đã cua những cái con thợ trong tiệm. Thì hai vợ chồng mới đi đến một cái con đường đó là ly dị các bạn. Thì nhưng mà ở bên Mỹ được một cái á, là những cái ông chồng này ổng rất là sảng khoái các bạn. Ổng nói là thôi bây giờ tôi không cần, tôi chỉ cần con bồ thôi. Bây giờ tôi cho bà cái tiệm nail đó, bà muốn làm gì bà làm đi, bà đừng có phiền tôi nữa. Thì rất là tuyệt tình các bạn. Bây giờ họ không cần tiền nữa, họ chỉ cần tình thôi. Khi mà có người tới, khi mà họ già rồi đó các bạn biết không, thì họ mới để cho cái bà già này ở cái tiệm và lo cho đứa con. Tại vì nói thật sự thì các bạn phải cần tiền để lo cho con khi mà ly dị các bạn ha. Thì cái ông này ổng đã đi với con bồ và dọn tiểu bang khác. Thì cái bà này bà phải ở lại cái tiệm để chống chọi với cái tiệm các bạn. Rất là buồn. Thì vô tình mình vô cái tiệm đó làm các bạn. Nói bà già cũng không già, cũng sồn sồn thôi à. Thì rất là tội nghiệp các bạn. Mỗi một ngày đi làm về bà phải nói là nhân đợi chị về với nhân. Tại vì làm ở khu Mỹ Đen các bạn thấy không, thân gái dậm trường. Thì ai cũng về hết rồi, thợ về hết rồi, khách về hết rồi. Bây giờ mình cũng về nữa thì mình hơi bị mất đạo nghĩa các bạn. Thì mình cũng phải gán ở lại Đợi cho bà lấy bóp lấy đồ xong rồi mình phải đi với bà cái xe. Các bạn biết không, có rất là tội nghiệp đó. Có nhiều người bị như vậy các bạn. Khi mà các bạn làm lên quá nhiều tiền rồi, các bạn sẽ bị gì đó. Bởi vì cũng khổ. Đó là lý do tại sao có nhiều người họ muốn bỏ tiệm nail, họ đi làm thợ. Tại vì họ không có kham nổi. Nói tới sự các bạn á, một mình các bạn sẽ không kham nổi. Ít nhất các bạn phải có vợ, có chồng, hay là có con cái nữa đó. Cái là ok, thì bây giờ vợ mình đã cộng sổ xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi về các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Như vậy là một ngày của Nhân Lì nó đã kết thúc trong vòng 45 phút.